Mày cứ nghĩ là những điều tiêu cực hay áp lực lên cho não bị phiền. Mày cứ ngỡ là họ sống thật lòng nhưng mà giấu giả tạo cũng chỉ vì tiền. Chỉ cần một cọc tiền dày tí họ sẽ bán mạng ký tên vào tờ giấy. Tất cả những cái gì mà mày thấy đứng sau nó là những kẻ cầm quyền. Đồng tiền là thước đo lòng người. Có thể làm khó dễ hoặc mua được cả giọng cười. Cũng có khi là một liều thuốc tiên khiến cho mày không cần suy và nghĩ. Những lúc mình bị suy mà nhỉ vẫn phải đứng lên, mình không được lười, nực cười. Dù cố gắng vẫn thua thằng sinh ra ở vạch đích. Rất nhiều người phải đánh đổi bao nhiêu năm để có những thứ mà trong lòng họ thích. Muốn tồn tại bỏ qua những điều đồn đại, vốn dĩ cuộc sống chưa bao giờ dễ dàng. Mày có thể kết nối với cả thế giới nhưng mà không có tiền cũng như điện thoại để bàn. Thức dậy vào lúc tờ mờ sáng thì đơn giản nó cũng chỉ vì tiền thôi. Tấp nập ở những nơi xô bồ, điều duy nhất cũng chỉ muốn kiếm tiền thôi. Bước chân vào xã hội đen tối, cuộc đời sẽ như đám lục bình trôi. Có người họ bán cả ma túy, một là vì mình hay là vì gia đình thôi. Thức dậy vào lúc tờ mờ sáng thì đơn giản nó cũng chỉ vì tiền thôi. Tấp nập ở những nơi xô bồ, điều duy nhất cũng chỉ muốn kiếm tiền thôi. Bước chân vào xã hội đen tối, cuộc đời sẽ như đám lục bình trôi. Có người họ bán cả ma túy, một là vì mình hay là vì gia đình thôi.